Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 150 cái token MCA tương đương với 6 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Continue. Đời quá này. Rồi, sau đó mọi người sẽ nhập kết quả. Và thực hiện các nhiệm vụ nhé. Mọi người join vào Telegram. Quay trở lại, join tiếp vào kênh channel. Rồi, sau đó quay trở lại. Tiếp tục là follow Twitter này. Chọn theo dõi này. Rồi, quay trở về. Mọi người join vào Discord. Rồi, xem đã join chưa. Chưa join thì mọi người sẽ tiếp tục tìm nhé. Nó ở gần cuối nhé. Đâu rồi? Rồi, nó nằm ở đây nhé, mọi người bấm vào này. Rồi, sau đó chọn Verify cho mình. Mọi người sẽ tích vào cái dấu tích này. Ok, quay trở về bot. Rồi, kéo lên bấm chọn Don. Tiếp theo mọi người sẽ join vào cái nhóm này của nó. Rồi, xong, quay trở lại, chọn Don. Và gửi cho nó username của Twitter. Rồi, tiếp tục chọn đôn. Chọn đôn tiếp. Rồi, sau đó gửi địa chỉ ví PEP20. Rồi, ok mọi người. Như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.